Lại một ngày dài trôi qua nữa, em đây anh đây xa quá. Yêu là yêu thật rồi, cả ngày em cứ chỉ ngóng và đợi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hiền có một tin rất là vui dành cho các chủ spa thẩm mỹ. Đầu tiên thì Hiền chia sẻ một chút, đó là khi chúng ta làm nghề spa, làm nghề làm đẹp và làm nghề da, đặc biệt là khi chúng ta về điều trị sắc tố da, thì các bạn sẽ hiểu rằng là trong cái điều trị sắc tố da thì chúng ta sẽ hiểu là cái cơ chế đầu tiên để mà hình thành nên cái những người phụ nữ có lám và người phụ nữ không có lám là do cái rối loạn nội tiết từ bên trong cái nội tiết của chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ sau sinh. Nên là hầu như sau sinh đến 90% đến 95% chị em đều bị những vấn đề liên quan đến sắc tố da. Vậy thì chúng ta sẽ cần một cái phác đồ điều trị làm sao từ bên trong và điều trị từ bên ngoài kết hợp với nhau, tạo nên một cái vòng tròn chuẩn chỉnh nhất trong cái phác đồ điều trị về sắc tố da, vừa an toàn vừa hiệu quả. Bởi như vậy thì với công ty BSC, với sản phẩm Isamen đã nung nấu cho mình, cho ra đời dòng sản phẩm viên uống để điều trị ức chế sắc tố từ bên trong và điều hòa nội tiết từ bên trong, đó là sản phẩm viên uống Zena đây ạ. Thật sự là rất mong chờ, và Hiền cũng như là mọi người đang rất cần và cũng đang rất mong chờ cái sản phẩm viên uống này. Và Hiền cũng đã uống một thời gian rồi, và ngày hôm nay thì Hiền nhận được một cái tiếp theo, đó là cái nọ này mà Hiền rất là thích, và cũng từ bản thân mình là phụ nữ nên rất là hiểu. Thường thì chúng ta sẽ hay vội vào buổi sáng để đi làm công việc, chúng ta hay quên nhớ nhớ và không có uống thuốc hoặc những cái thực phẩm chức năng theo đúng cái phác đồ và đúng cái chỉ định. Ví dụ như bình thường là sẽ buổi sáng một viên, buổi tối một viên, nhưng nhiều khi là chúng ta buổi sáng ở nhà chưa kịp ăn này, chưa kịp uống thì là quên và đi làm rồi. Nên công ty và Hiền đã cho ra đời cái nọ nhỏ này, cái nọ chiết, nọ xinh xinh như này, rất là xinh luôn mọi người ạ. Như vậy để giúp cho chúng ta như nào, chúng ta chắt, chúng ta lấy cái nọ, cái viên uống từ trong cái hộp này, chúng ta cho vào đây và chúng ta để trong túi. Và chắc chắn rồi, như vậy thì các bạn đến cơ quan đi làm hay đi chơi, chúng ta cũng có thể nhớ, thì chúng ta sẽ nhớ uống cái viên uống này. Để chúng ta không nhớ nhớ quên quên như vậy thì chắc chắn là các bạn uống sẽ theo đúng cái liệu trình và không có bị, và sẽ rất là hiệu quả, đúng không ạ? Thì các bạn cầm đi, và thật sự nó rất là nhỏ, xinh, sang trọng như này thì không có ngại gì chúng ta cầm đi cả. Và rất là phù hợp cho chị em phụ nữ, và đặc biệt Hiền là người mà rất yêu cái đẹp. Nên là khi đưa cho ra đời cái dòng sản phẩm viên uống này mà có một cái lọ xinh xinh như này, bán kèm ạ, tặng kèm trong quá trình mà mình bán sản phẩm ấy, thì thực sự là khách hàng rất là thích. Đó, là có cái là Hiền làm luôn video để cho chia sẻ cho mọi người luôn. Đó, mọi người thấy thích không ạ? Thích không ạ? Hệ thống chúng ta thích không ạ? À, dạ, thì chỉ còn, thật ra thì là viên uống này đã có cái ngày ra mắt, đó là ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên thì do dịch ấy, thì cái vận chuyển nhập khẩu nguyên vật liệu ấy, nó bị chậm trễ hơn một chút, thì chúng ta cố gắng đợi chỉ khoảng 5-7 ngày nữa thôi là sản phẩm sẽ có cập kho tại công ty. Thì chắc chắn rồi, ai là người đặt hàng sớm và nhanh nhất thì Hiền sẽ là người chuyển sản phẩm trực tiếp đến tay các bạn sớm nhất. Và đặc biệt những cái số lượng của cái sản phẩm này nó cũng không có nhiều, tức là những cái sản phẩm phụ bổ trợ cho các bạn bán hàng dễ là cái hộp chiết sản phẩm này nó không có nhiều, nên là Hiền sẽ ưu tiên những cái đơn hàng đặt trước. Đó, rất là xinh, rất là thích luôn. Cái này rất nhỏ xinh và để trong túi rất là tiện, đúng không ạ? Các bạn có thể để khoảng 10-15 cái viên này chúng ta mang đi để chúng ta có thể uống được. Rồi, ok, bây giờ Hiền có thể uống luôn cho mọi người xem nhá. Rất là xinh và thuận tiện luôn. Đó, một viên đây ạ. Một viên này Hiền đã uống một thời gian rồi, rất là lâu rồi, thấy rất là hiệu quả. Và cũng như là nó điều hòa nội tiết. Thật ra các bạn uống trong vòng khoảng một tháng là chắc chắn các bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi. Đầu tiên là từ nội tiết tố này, cái khả năng những cái ví dụ đơn giản nhất là kỳ kinh nguyệt này, là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn thay đổi sau một tháng các bạn uống sử dụng luôn ạ. Đó, bây giờ Hiền uống cho mọi người xem nhé. Rất dễ, nhẹ nhàng.